Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Quách Ngọc Quang khoe clip vô tình làm lộ rõ mặt con gái. Sau khi gia đình đổ vỡ, bé Sumi sống với mẹ. Dù không còn chung đường, nhưng hai người vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp vì con. Tối ngày 10 tháng 10, Quách Ngọc Quang chia sẻ clip về con gái. Theo lời nam diễn viên, anh đưa ái nữ về quê nội chơi. Đăng tải clip con gái vui đồ cùng chú, Quách Ngọc Ngoan cho biết về quê chỉ Quấn, chân chú ba và mê nội lắm. Khiến cư dân mạng quan tâm đặc biệt là ngoại hình của ái nữ. Trong clip, Quách Ngọc Ngoan đã vô tình để lộ cả gương mặt con gái. Đây là lần hiếm bé Sumi xuất hiện chính diện rõ mặt trước mọi người. Gương mặt bầu bệnh dễ thương của con gái Quách Ngọc Ngoan lộ rõ. Ở lần thứ hai làm bố, Quách Ngọc Ngoan dường như đã trưởng thành hơn. Bên cạnh đó, anh cũng được Phượng Chanel tạo điều kiện gần gũi với con. Ông bố tài tử không ngần ngại thể hiện sự cuồng con gái, thường xuyên đăng tải hình ảnh bên con. Thậm chí mới đây Quách Ngọc Quang còn đón bé Sumi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh ở cùng bố một thời gian. Ông bố hai con hào hứng chia sẻ, ba bận tập phim mới một tháng rồi mới đón được con gái Kim Cương vào Sài Gòn với ba. Cùng với bài đăng là hình ảnh Quách Ngọc Hoang mặc áo thun quần sọt, đích thân ra sân bay đón con gái Kim Cương. Nam diễn viên, người bất tử ôm con gái vô cùng tình cảm. Bé Sumi cũng tỏ ra bám bố, hai bố con quấn quýt không rời. Trong loạt ảnh mới nhất, bé Sumi lớn phỏng phao, chân dài, trông rất cứng cáp. Tuy không lộ rõ mặt nhưng mái tóc đen và làn da trắng nõn nà của cô bé vẫn vô cùng nổi bật. Thậm chí có người còn khen ngợi, Sumi là hoa hậu tương lai. Con chúa nhỏ nhà Phượng Chanel được bố hết mực yêu chiều có thể thấy sau đổ vợ lần đầu Quách Ngọc Quang trở nên trưởng thành và chín chắn hơn trong cách đối diện với người cũ và cách chăm lo cho con gái, anh cũng không ngại nhắc đến vợ cũ và dành lời khen cho hai chị gái của Xuân Mi, được biết thời còn mạng nông anh vẫn thường cùng các mẹ con nhà cho Chanel đi du lịch hoặc có các hoạt động gia đình kết nối tình thân. Hậu chia tay Quách Ngọc Quang dành nhiều thời gian cho con gái, đều có mặt trong những sự kiện quan trọng, dắt con đi tiêm phòng, đi chơi siêu thị. Anh cho thấy mình là một ông bố nghiện con, không ngại về nhà vợ cũ để được chơi với con. Bạn nghĩ sao về nam diễn viên? Hãy chia sẻ cảm xúc của mình phía dưới phần bình luận ngay nhé. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo